Xin chào mọi người, chúng ta cùng quay trở lại với bài tiếp theo, bài thứ 7 trong series hướng dẫn thiết kế website từ A tới Z cho người chưa biết gì hết trong cái dự án khóa học đồng giá 100.000 của cộng đồng Digital Marketing Việt Nam. Như bài 6 thì mình đã hướng dẫn các bạn cài được một cái giao diện phục vụ cho việc làm một cái trang blog như vậy. Các bạn có thể vào trang mạnhcường.org để xem demo. Đó. Cái giao diện này là giao diện bản quyền được tặng từ lúc mà Themforest cách đây 1 tháng và mình cấp lại cho các bạn ha, nó đầy đủ hết luôn. Nó sẽ rất là phù hợp để làm một cái trang blog cá nhân, cung cấp tin tức vân vân và cũng có thể tùy biến lại thành một cái trang cung cấp kiến thức cũng được. Rồi các bạn tiến hành đăng nhập vào cái giao diện. Hồi bài trước mình đã cài xong cái giao diện gọi nó có tên gọi là Simple Article. Các bạn để ý phía bên tay trái ha, cái menu phía bên tay trái nè. Mọi người lưu ý khi mà cài một cái giao diện mới, thường thường nó sẽ có một cái phần tùy chỉnh của giao diện đó, thì khi cài xong các bạn tìm ở phía menu bên tay trái sẽ thường thường sẽ thấy ha. Rồi đầu tiên á, thì mình sẽ chỉnh sửa lại cái giao diện này một chút xíu. Đây là mình đã có dữ liệu mẫu rồi thì mình vào Simple Article. Đó, cái này á, khi mà cài giao diện nó sẽ có một cái phần mà tùy chỉnh giao diện này, mình sẽ đi từng bước cho nó dễ nha. Phần General các bạn thấy ha, phần Base Style nó có chọn là Background Type, tất nhiên là chọn cái kiểu hình nền. Ví dụ như ở đây này, các bạn thấy hình nền nó đang có là sử dụng pattern hoa văn ha. Mình có thể sửa chọn lại hoa văn khác nếu mình muốn. Ví dụ mình chọn cái này, mình bấm lưu lại, Save Change. Các bạn bấm Control F5. Đó, nó sẽ thấy được là mình thay được cái giao diện của hình nền rồi ha. Có thể sử dụng nó là một button, một hình ảnh hoặc là không có hình nền cũng được. Rồi cái này dễ. Tiếp theo là Analytics Favorite Icon. Cái Favorite Icon thì giống như cái phần chapter 1 mình đã nói rồi ha, nó là cái icon nhỏ nhỏ này nè. Đó, icon đại diện ở đây thì mình upload lên. Block Style, đó là cái kiểu hiển thị trong một cái block. Đây, block trong một cái bài viết tin tức. Đó, các bạn có thể coi rồi hiện thị, cho phép hiển thị trong mỗi bài viết này hiển thị ngày tháng năm đồ hay không. Ví dụ mình vào một cái trang nè, nó cho phép hiển thị ngày tháng năm ở trên đây hay không. Rồi người viết comment vân vân, cái phần này tùy chỉnh thì nó rất là dễ. Có cái phần WooCommerce Style thì các bạn đừng có để ý ha. Cái WooCommerce Style này đó, nó là cái gói mở rộng giúp cho mọi người làm một cái trang bán hàng, nhưng mà trang bán hàng thì cứ nằm ở phần chapter 3, mình sẽ hướng dẫn sau. Rồi cái phần footer. Footer thì nó sẽ hiển thị cái phần cuối cùng, header là chân trang, footer là ở dưới cùng của trang, nó sẽ hiển thị dưới này. Các bạn có thể chọn show copyright hoặc là không có copyright, còn chỉnh sửa cái nội dung thì mình tính sau. Rồi, phần overall element, đó, header logo. Các bạn enable flat menu. Flat menu tức như là khi mà mọi người di chuyển nó thấy một cái menu treo ở trên này nè, còn khi lên trên cùng nó sẽ thấy được toàn bộ logo đồ này kia ha. Upload header solid logo, mình up một cái logo lên, mình để mình lựa một cái logo nha. Rồi có chiều chiều ngang và chiều cao của logo đó, các bạn lưu lại để các bạn sẽ thấy được cái logo này đó, thấy không, mình đã ra được cái logo đó rất là nhanh đúng không. Và những cái phần copyright social share nha, mình sửa cái phần này. Social share là nó có bật những cái tính năng là trong mỗi bài viết nó có cái nút chia sẻ. Ví dụ mà đây là một bài viết thì nó có cái nút chia sẻ lên các mạng xã hội hay không, có mạng xã hội Facebook, Google, Dix rồi LinkedIn rồi các kiểu, thì các bạn muốn bật cái nào thì mà các bạn bật lên, còn không tắt đi. Ví dụ Dix ở Việt Nam mình ít xài, tắt đi. Facebook, Google Plus, LinkedIn, Tumblr, Pinterest, Reddit cũng ít nè, Stumpable cũng ít. Rồi, ok. Mình tạm thời mình bỏ Reddit với Stumpable lưu lại. Các bạn vào trong một bài viết ở ngoài website thử coi. Đó, nó sẽ hiển thị mấy cái này. Rồi tiếp theo là giống như ở cái phần chapter 1, mọi người có để ý là mình đã chỉ lại cái cách sửa hiển thị đường link như thế này rồi ha. Thì bây giờ mình cũng chỉnh lại như vậy, mình đừng cho nó hiện theo kiểu là tháng năm rồi ngày rồi tên mới tới tên bài viết, mà nó sẽ hiển thị là cái domain rồi tới cái tiêu đề bài viết mọi người.
rồi chấm HTML cho đẹp. Và để làm lại điều đó, mình làm lại cho các mọi người nhớ, các bạn vào cài đặt, bấm vào tổng quan để xem cài đặt tổng quan về tên website, slogan website, về múi giờ, ngôn ngữ. Rồi để sửa lại cái phần đó thì các bạn vào cài đặt vào đường dẫn tỉnh. Mình làm lại cho nhớ ha, bài bài thứ nhất hay bài thứ hai gì đó mình có hướng dẫn rồi. Các bạn bấm vào tên bài này, rồi bấm vào ở dưới á, xóa cái dấu gạch chấm HTML. Mình lưu lại. Rồi các bạn ra ngoài trang chủ nha. Rồi các bạn vào thử một cái bài viết coi, nó đã thay đổi cái link chưa? Đó, nó sẽ thay đổi thành cái gì tên tiêu đề bài viết tới .html. Nó rất là đẹp, đúng không? Rồi, mình sẽ sửa tiếp theo là cái phần copyright này, nó đang có chữ là 2014 God Layer gì đó. Thì thường thường á, những cái phần giống như ở About Me khúc này nè, các bạn để ý ha, phần tag loud, phần recent post và những cái cục nó nằm phía bên tay phải như Instagram, những cái thành phần nó thành một cái khối như vậy á, nó hay gọi là widget à, các bạn nhớ. Thì để sửa cái này mình sẽ vào trong cái phần quản trị widget nha, là cái phần để sử dụng quản trị widget. Các bạn vào phần giao diện có phần widget rồi, thì cái đây là những cái widget mà cái template này nó đã hiện thị cho mọi người à, thì phần footer 1 là cái phần about me nè, các bạn để ý nha. Cái này là mình không có đục code cho nên mình hướng dẫn rất là dễ cho mọi người, phần about me đó mình sửa lại về Nguyễn Mạnh Cường hoặc là về tôi gì đấy. Rồi chào tất cả mọi người, rồi các bạn có thể giới thiệu một câu ngắn gọn về mình, về bản thân của mọi người ở đây đó, đúng không? Cái phần tag lao tiếp theo là cái phần footer 2 tag lao. Nhưng mà tag lao bạn các bạn không thích thì các bạn xóa đi, có thể đem vào đây một cái widget gì đó bằng cách ví dụ như mình đem bài viết mới vào đi, hoặc là một cái banner, ví dụ như cái này là cho phép đặt một cái banner quảng cáo nhưng mà mình chưa có hình quảng cáo thì mình kéo một bài viết mới, các bạn cầm và kéo thả vào đây nó sẽ hiển thị ra ha. Rồi đặt tên vô bài viết mới, các bạn có thể kéo rất là nhiều widget vào đây để nó hiển thị ra. Rồi phần footer 3 là phần recent post à, đây đó, các bạn có thể sửa lại chữ recent post thành cái gì đó bài viết. Rồi footer 4 không có gì cả. Rồi cái phần block này á là nó hiển thị mỗi khi mà các bạn vào trong cái block này nè. Đó, vào block này, nhưng mà đầu tiên mình trở về cái trang chủ ra nha, cho nó chỉnh sửa lại cái trang chủ. Rồi trang chủ thì nó có cái phần bên phải là phần About Me. Các bạn tìm vào trong cái phần widget đó. Các bạn có thể đóng lại cho nó dễ thấy ha. Cái phần đây homepage bạn sổ nó ra, đó, lại có cái phần About Me các bạn sửa lại. Về tôi. Rồi sửa nội dung ha, các bạn có thể thay bằng cái đoạn mã này thành một cái hình các bạn muốn, ví dụ như cái hình logo này đi, các bạn copy đường dẫn của logo và dán vào đây. Cái này là một cái code HTML rất là ngắn thôi, các bạn nếu mà không rành code này thì có thể hỏi trên group support riêng, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn ha. Rồi tiếp theo phần social network nè, thì các bạn cũng sửa ở đây social network. Đứng máy, đứng máy. Rồi phần social network này ha, điền link đầu vào banner rồi category các bạn đó, nó sẽ hiển thị cái này. Ví dụ như mình không muốn nó hiển thị cái gì thì mình có thể xóa đi, ví dụ mình không muốn hiển thị Twitter, Instagram và thì mình xóa nó đi. Twitter là đây thấy tự chữ Twitter, các bạn xóa nó đi, xóa Instagram, xóa luôn. Rồi các bạn lưu lại hết. Rồi các bạn ra ngoài trang chủ mình F5 lại. Đó mình sẽ sửa được về tôi rồi, my name rồi các kiểu ha. Rồi những cái widget khác thì các bạn vẫn tiếp tục tìm hiểu như sau. Đó là cái phần contact. Contact này á, là widget này sẽ hiển thị trong cái menu contact ha. Các bạn vào đây để sửa lại About Me và Social Media. Rồi trong cái phần mà blog á, các bạn cùng chỉnh sửa lại hết đó.
Thì cái bài hôm nay là bài 7 thì hướng dẫn mọi người tùy chỉnh cái giao diện mà mình đã cấp giao diện này để phù hợp làm một cái trang blog. Và mọi người nhớ thực hành là viết một bài viết nha, rồi chỉnh sửa lại các cái widget này thành tiếng Việt và có nội dung của mọi người. Cái gì mà khó hiểu thì các bạn cứ post lên trong cái group hỗ trợ của cộng đồng Digital Marketing Việt Nam dành riêng cho khóa học này, và mình sẽ hướng dẫn các bạn tùy chỉnh cái nào mà khó hiểu quá. Các bạn cứ làm đều đều dần dần là nó sẽ quen nha. Rồi cảm ơn tất cả mọi người, hẹn gặp mọi người vào bài thứ 7, bài thứ 8.